Trường Triết Hạn và hành trình 10 năm đầy gian truân trước khi tỏa sáng. Sự thành công không ngờ của bộ phim Sơn Hà Lệnh vừa mới lên sóng không lâu đã khiến cho cái tên Trường Triết Hạn vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao đầy triển vọng của giới phim ảnh Trung Quốc. Hãy cùng tìm hiểu con đường nghệ thuật đầy gian nan của nam thần Hoa ngữ Trường Triết Hạn. Trường Triết Hạn và chặng đường gian nan đến với diễn xuất. Trường Triết Hạn xuất thân từ một địa phương nhỏ thuộc vùng Giang Tây. Theo chia sẻ của nam diễn viên trên một chương trình truyền hình, anh chính là đứa trẻ đầu tiên ở quê nhà thi đỗ học viện hí kịch Thượng Hải, một trong những ngôi trường đào tạo diễn xuất hàng đầu Trung Quốc. Để có thể giúp Trường Triết Hạn lấy được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, mẹ anh thậm chí đã phải bán nhà để có tiền đầu tư cho đoàn phim, nhưng cuối cùng toàn bộ số tiền đó đều bị lừa gạt hết. Từ một đứa trẻ vùng quê đến những bước chân đầu tiên trong giới giải trí Hoa ngữ sôi động, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trường Triết Hạn để theo đuổi đam mê quả thực khiến người khác không khỏi cảm phục. 10 năm kiên trì nhưng không nhiều dấu ấn của Trường Triết Hạn. Trường Triết Hạn ra mắt với vai trò diễn viên lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình Sao Lại Yêu Em Mất Rồi phát sóng vào năm 2010. Đến nay, dù đã có hơn 10 năm hoạt động diễn xuất với nhiều tác phẩm lớn nhỏ, song Trường Triết Hạn vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn riêng. Sau những vai diễn phụ trong các bộ phim Cung Tỏa Lưu Ly năm 2013, Cung Tỏa Liên Thành 2014, Thần Điêu Đại Hiệp 2014 và rất nhiều dự án đặc biệt khác, phải tận đến năm 2015 khi Vân Trung Ca và Lan Nha Bản lên sóng, cái tên Trường Triết Hạn mới được khán giả biết đến. Năm 2015, Trường Triết Hạn nhận được vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp với dự án Bản Thục Truyền Kỳ, hợp tác cùng với nữ diễn viên Cảnh Điềm. Bản Thục Truyền Kỳ là một dự án được kỳ vọng sẽ tiếp nối sự thành công của Lục Trinh Truyền Kỳ trước đó khi quy tụ dàn diễn viên trẻ tuổi đầy tiềm năng như Tôn Di, Quang Hiểu Đồng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Hình Dư. Song, nội dung của bộ phim chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả khi nội dung không có nhiều sự mới mẻ và đặc sắc. Chính vì vậy, Trường Triết Hạn dù đảm nhận vai chính, nhưng nhân vật của anh vẫn chưa tạo được ấn tượng sâu đậm. Năm 2018, nam diễn viên tiếp tục nhận được lời mời trong bộ phim Vân Tịch Truyền, hợp tác cùng nữ diễn viên Cúc Tình Y. Sau khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả, như dàn diễn viên có nhan sắc cùng kịch bản hấp dẫn mới lạ hơn so với dòng phim cổ trang. Trong phim, anh đảm nhận vai diễn Tần Vương Long Phi Già, lạnh lùng, đầy quyết đoán. Với ngoại hình nam tính cùng diễn xuất tương đối ổn định, nam diễn viên đã thể hiện một cách khá trọn vẹn vai diễn của mình. Dù thành công của Vân Tịch Truyện đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên Cúc Tình Y tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng vẫn chưa thực sự đủ để cái tên Trường Triết Hạn gây ấn tượng trong mắt khán giả. Sau hiệu ứng khả quan của Vân Tịch Truyện, Trường Triết Hạn và Cúc Tình Y tiếp tục có cơ hội hợp tác trong một dự án khác là Như Ý Phương Phi năm 2020. Nam diễn viên đảm nhận vai diễn Túc Vương Từ Tấn lạnh lùng, si tình được đánh giá là có nhiều nét tương đồng so với vai diễn trước đó trong Vân Tịch Truyện. Tuy nhiên, do các vai diễn phim truyền hình mà Trường Triết Hạn từng đảm nhận, đa phần đều là những nhân vật tương đối lạnh lùng, có nhiều điểm tương đồng nhau nên diễn xuất của anh chưa được bộc lộ một cách đa dạng, phong phú. Tận tâm và dốc lòng cống hiến cho nghệ thuật. Với niềm đam mê diễn xuất từ khi còn trẻ, Trường Triết Hạn đối với mỗi một cơ hội thử sức, dù lớn hay nhỏ đều vô cùng trân trọng và làm việc hết mình. Năm 2018, nam diễn viên từng tham gia chương trình Diễn viên mới vào chỗ, một chương trình đào tạo diễn xuất nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong quá trình tham gia, anh có cơ hội thử sức với nhiều dàn nhân vật trong các bộ phim kinh điển, từ đó nhận được nhiều lời khen từ các đạo diễn có tên tuổi như Trần Khải Ca, Lý Thiếu Hồng, Triệu Vi, Quách Kính Minh nhờ sự kinh nghiệm và tận tâm với từng vai diễn. Năm 2019, nam diễn viên có cơ hội tham gia diễn xuất trong dự án phim điện ảnh Liệt Hỏa Anh Hùng do Huỳnh Hiểu Minh và Đỗ Giàng đóng chính, một bộ phim khắc họa hình ảnh chân thực về những người anh hùng cứu hỏa trong cuộc chiến giành giật sự sống. Trường Triết Hạn vào vai cậu lính Trình Chí, chỉ còn vài tháng nữa là có thể xuất ngũ. Tuy nhiên, trận hỏa hoạn tại vựa dầu thô lớn nhất cả nước đó đã cướp đi tính mạng của Trình Chí trong lúc anh tìm cách cứu đồng đội của mình. Theo chia sẻ của đạo diễn phim Liệt Hỏa Anh Hùng, Trường Triết Hạn vì hóa thân vào vai diễn lính cứu hỏa này mà từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đến nỗi suýt mất mạng. Do cảnh quay đó lửa cháy ở bốn phía rất lớn, khu vực diễn của nam diễn viên trở nên thiếu không khí trầm trọng, nhưng Trường Triết Hạn vẫn cố gắng diễn đến hết cảnh quay mà không thông báo với nhân viên công tác. Sau khi đạo diễn nhìn ra điểm kỳ lạ đã vội vàng dừng quay và kéo anh ra ngoài, bởi vì ở trong môi trường thiếu không khí quá lâu, nam diễn viên đã nôn mửa suốt thời gian một tuần sau đó. Vì để đem lại những cảnh quay chân thực nhất, nam diễn viên họ Trường đã thực sự mạo hiểm cả tính mạng của mình. Chính sự kinh nghiệm và tận tâm tuyệt đối đó đã làm nên thành công của Trường Triết Hạn hôm nay, tuy bất ngờ nhưng đầy xứng đáng. Sơn Hà Lệnh và bước ngoặt trong sự nghiệp Trường Triết Hạn. Sự bùng nổ của Trường Triết Hạn trong sự nghiệp diễn xuất năm 2021 và kể đến bộ phim chiếu mạng Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của nhà văn Press, tác giả đam mỹ nổi tiếng của Trung Quốc. Sơn Hà Lệnh được cải biên theo hướng phim giang hồ võ hiệp, khắc họa tình tri kỷ giữa hai nam chính, Chu Tử Thư, Trường Triết Hạn thủ vai và Ôn Khách Hành cùng Tuấn thủ vai.
Trong phim, Trương Triết Hạng vào vai thủ lĩnh Thiên Song dưới một người trên vạn người. Vì muốn có được tự do mà sẵn sàng chịu hình phạt tự đóng lên cơ thể 7 cây đinh, đồng nghĩa với việc chỉ còn sống thêm được 3 năm. Sau khi giải thoát bản thân khỏi sự chi phối của quyền lực, Chu Tử Thư gặp được cốc chủ của quỷ cốc Ôn Khách Hành, người một lòng muốn hủy hoại dân gian để trả mối thù tan cửa nát nhà năm xưa. Hai con người bèo nước gặp nhau, trở thành tri kỷ một đời. Sơn Hà Lệnh khi được lên kế hoạch sản xuất vốn không hề nhận được sự quan tâm của truyền thông cũng như công chúng do không có sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Có thông tin cho biết hai vai diễn chính của bộ phim ban đầu là người khác, Trương Triết Hạng và Cung Tuấn chỉ là những người đến cứu cánh sát nút khi tình hình dịch bệnh khiến bộ phim không thể khởi quay như dự kiến. Tuy nhiên sau khi lên sóng, Sơn Hà Lệnh lại nhận về vô số lời khen tích cực từ khán giả, gây bão mạng xã hội trong và ngoài nước nhờ diễn xuất ăn ý của hai diễn viên chính. Bộ phim có điểm đánh giá trên trang web Douban đạt đến con số 8,6, một thành tích vô cùng đáng nể. Có thể nói, Sơn Hà Lệnh là cơ duyên và cũng là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Trương Triết Hạng, giúp tên tuổi của anh tiến xa hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Chàng diễn viên đa tài của làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ là một diễn viên tận tâm với nghề, Trương Triết Hạng còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật và thể thao. Ngoài việc tham gia vào việc thu âm hai bản nhạc phim cho Sơn Hà Lệnh, ít ai biết rằng trước đó anh đã từng phát hành hai đĩa đơn Ánh Sáng 2019 và Tôi Gặp Được Tôi năm 2020 với doanh thu tương đối khả quan. Bên cạnh tài năng về âm nhạc, nam diễn viên còn có khả năng chuyên nghiệp và đặc biệt đam mê với bóng rổ. Nam diễn viên từng đại diện cho đội Trung Quốc tham gia trận đấu giao hữu giữa hai đội Trung Hàn. Tuy nhiên, có một thời gian do tập luyện quá sức và vận động mạnh trong thời gian dài, nam diễn viên đã gặp phải chấn thương ở chân, khiến anh phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài và buộc phải từ bỏ đam mê bóng rổ. Với tất cả những nỗ lực và kiên trì trong suốt thời gian qua, Trương Triết Hạng xứng đáng trở thành một trong những cái tên đầy triển vọng của nền điện ảnh Hoa ngữ. Vì có được sự quan tâm chú ý từ công chúng, đồng nghĩa với áp lực sẽ ngày càng tăng lên. Mong rằng Trương Triết Hạng có thể coi đó là động lực, không ngừng trau dồi diễn xuất cho bản thân để có thể đem đến cho khán giả những tác phẩm ngày càng chất lượng.